Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Cà Phê Sáng của truyền hình Bình Phước. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi sáng cuối tuần ngày hôm nay. Lần đầu tiên thay mặt những người thực hiện chương trình, xin chúc tất cả quý vị nhiều niềm vui và có những giờ phút an yên bên người thân, gia đình. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, mở đầu cho chương trình Cà Phê Sáng hôm nay như thường lệ, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm qua ngày 19 tháng 4, Bộ Khoa học Công nghệ đã tổ chức lễ phát động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest 2024 với chủ đề Hành trình 10 năm hội nhập toàn cầu. Ngày hội nhằm hướng đến thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo từ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, thu hút nguồn lực chuyên gia, trí thức, doanh nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, hội nhập kinh tế quốc tế. Các hoạt động trọng tâm tại TechFest như diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao, cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, hoạt động kết nối đầu tư, triển lãm giải pháp công nghệ đổi mới sáng tạo và hoạt động của các làng công nghệ trong các lĩnh vực. Đặc biệt là các hội nghị quốc tế về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hội nghị thượng đỉnh công nghệ và kỳ lân châu Á. Năm nay, sự kiện sẽ có sự tham gia của gần 30 làng công nghệ với gần 150 hoạt động được tổ chức xuyên suốt, hỗ trợ kết nối nguồn lực trong và ngoài nước, làm cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và các start-up địa phương, đưa start-up tiếp cận đa dạng các nguồn thông tin chính thống hơn, đẩy mạnh việc thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động Ngày đọc sách trong thanh niên. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức của các bạn trẻ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong thanh niên, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc sách của những bạn trẻ. Mong muốn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng chung tay cùng ngành xuất bản, thư viện đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc với tinh thần đầu tư cho xuất bản và văn hóa đọc là đầu tư vào nguồn lực con người, cũng là nguồn lực lớn nhất đem đến sự thành công thịnh vượng cho thế hệ trẻ. Cũng trong dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng cho huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mỗi đơn vị 2.000 cuốn sách. Thưa quý vị, hôm qua, Ủy ban Nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước tổ chức lễ công bố và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam Hưng Lập tự. Tịnh độ cư sĩ Hưng Lập tự được xây dựng năm 1958, tọa lạc tại khu phố Phú Trọng, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, thuộc Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Đến năm 1983, Hưng Lập tự được phép thành lập tổ chẩn trị đông y, khám bệnh từ thiện. Hiện nay, Ban trị sự chi hội Hưng Lập tự thị xã Bình Long gồm 5 ủy viên, 29 hội viên là tín đồ Tịnh độ cư sĩ, 69 hội viên phước thiện, hoạt động dựa trên tôn chỉ mục đích hoạt động Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Hiện tại, chi hội Hưng Lập tự có 7 y sĩ, 2 lương y đa khoa, 1 dược sĩ trung học, có vườn thuốc nam diện tích hơn 2 hecta với nhiều loại dược liệu quý. Từ năm 2017 đến nay, đã tổ chức khám và điều trị bệnh miễn phí bằng thuốc nam cho hơn 120.000 lượt người với hơn 360.000 thang thuốc trị giá khoảng hơn 3,6 tỷ đồng. Tính đến nay, thị xã Bình Long đã có 1 di tích lịch sử cấp quốc gia, 5 di tích lịch sử cấp tỉnh. Đây là những điểm đến giáo dục truyền thống cách mạng, bảo tồn văn hóa và tham quan của người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh trong và ngoài thị xã. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ đang đến gần, các hãng hàng không tiếp tục có kế hoạch tăng cường các chuyến bay đêm giá rẻ nhằm kích thích đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách. Cụ thể, Vietnam Airlines mở bán thêm nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn, đồng thời khai thác tăng cường hơn 2.000 chuyến bay vào các khung giờ sau 21 giờ hàng ngày trên các đường bay giữa nhiều chặng du lịch. VietJet bổ sung 86.000 ghế, tương đương trên 450 chuyến bay trên các đường bay du lịch, tăng tần suất các đường bay đến và đi từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang. Nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt máy bay hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo tăng tham số điều phối giờ hạ cất cánh tại một số sân bay lớn như Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, dạo trên những con phố của thủ đô Hà Nội trong tháng 4 này, ai ai cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh của một loài hoa mang sắc trắng tinh khôi, giản dị mà thanh tao. Vâng, đó chính là loài hoa loa kèn. Loài hoa chỉ nở duy nhất vào tháng 4. Khi những bông hoa loa kèn đua nhau khoe sắc trên phố thì cũng là lúc báo hiệu mùa hè sắp đến. Đến hẹn lại lên, cứ mỗi khi tháng 4 về, con phố này lại được tô điểm bởi sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn. Cũng bởi thế, loài hoa này còn được gọi là hoa của tháng 4. Dù không rực rỡ ngát hương thơm như những loài hoa khác, nhưng sắc trắng giản dị lại tạo nên vẻ đẹp tinh khiết rất riêng của loài hoa này, khiến ai trông thấy cũng phải nao lòng. Những bông hoa loa kèn đua nhau khoe sắc trên những gánh hàng hoa đã tạo nên một nét chấm phá, điểm tô cho những con phố của thủ đô thêm thơ mộng. Khi những tia nắng len lỏi qua từng khe lá, những bông hoa loa kèn khoe sắc trắng tinh khôi mỏng manh giữa phố phường tấp nập, thì cũng là lúc báo hiệu hè sắp đến. Thưa quý vị, hiện nay chỉ cần lướt Facebook, người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp những địa chỉ đang bán hàng trực tuyến rất đa dạng và phong phú về chủng loại sản phẩm. Nhiều mặt hàng giao dịch từ Facebook thành công được chuyển đến tận tay người tiêu dùng. Bán hàng trực tiếp trên mạng xã hội hay còn gọi là livestream ở tỉnh Bình Phước nói riêng hiện đang nở rộ. Và đây cũng là một môi trường thuận lợi giúp người dân dễ dàng tiếp cận với thương mại điện tử. Vì vậy, người bán phải luôn tự học hỏi và làm mới mình để thu hút khách hàng. Từ năm 2022, việc livestream bán hàng đã thực sự trở nên sôi động ở nước ta và thu hút nhiều người tham gia mua và bán hàng. Thậm chí, các sở ngành tại nhiều địa phương trên cả nước còn hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng lên các sàn thương mại điện tử. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sức mua sụt giảm mạnh, việc bán hàng qua livestream đã thổi một làn gió mới giúp doanh nghiệp tại Bình Phước trụ vững qua khó khăn. Trước đây thì bên mình là làm chỉ bán truyền thống, truyền miệng, bằng cách truyền miệng hoặc là có số điện thoại hoặc là người ta tìm đến xưởng mình theo cách giới thiệu. Nhưng hiện tại bây giờ theo cái xu hướng xã hội là tất cả mọi thứ đều lên, phải đưa lên mạng xã hội. Thì cũng như mọi người, mình cũng bắt đầu cũng có xây kênh fanpage, Shopee mà mình thấy những cái mà mình bắt đầu áp dụng thôi nó cũng đã có hiệu quả. Mạng xã hội là không gian ảo, nhưng lượng khách hàng khổng lồ trên mạng là có thật. Vậy nên, việc tiếp cận ngày càng nhiều hơn, rộng hơn lượng khách hàng tiềm năng này cũng là con đường ngắn nhất giúp tăng đơn hàng. Và để làm được điều này, mỗi cá nhân kinh doanh, dù chỉ là những mặt hàng đơn giản nhất, cũng phải tự nâng cấp bản thân để có thể chuyên nghiệp hơn mỗi ngày. Cứ mỗi một phiên live xuống thì mình lại bắt đầu, mình rảnh lại, mình phải xem, mình học hỏi thêm các bạn đó. Hướng dẫn là làm sao để thu nhập nó tăng lên x1, x2 hơn. Thì mình cứ xem trên các nền tảng là YouTube người các bạn cũng có hướng dẫn, rồi các kênh TikTok cũng hướng dẫn, hoặc Facebook thì các video các anh chị đó, hướng dẫn ở trên đấy thì mình cứ học thêm. Cứ trong quá trình như thế thì mình bán vậy thì nó sẽ mỗi lần thì nó có tăng lên, mình thuần thói quen về cái sản phẩm của mình hoặc là cái cách tư vấn của mình hoặc là cái phiên live của mình thành công đó, là mình có thể lên xu hướng luôn. Thì khi mà lên xu hướng như vậy thì mình sẽ tiếp cận được khoảng đến vài chục ngàn người và cái lượng bán của mình sẽ tăng hơn. Nhìn từ tính hiệu quả của việc livestream bán hàng trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết đối với các tiểu thương và người tiêu dùng đủ các lứa tuổi. Việc tiếp cận những thiết bị thông minh, các phần mềm tương tác, các sàn thương mại điện tử đã giúp cho người dân chủ động nắm bắt nhanh sự thay đổi của xu thế mua sắm và nâng cao chất lượng cuộc sống trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị, theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong 3 tháng đầu năm, lượng điện tiêu thụ toàn quốc trung bình 762 triệu kWh một ngày. Những ngày đầu tháng 4 vừa qua, lượng điện tiêu thụ đã vọt tới hơn 900 triệu kWh một ngày, tăng 11% so với đầu năm. Dự kiến, lượng điện sử dụng toàn quốc sẽ đạt đỉnh điểm tới hơn 1 tỷ kWh một ngày trong những ngày nắng nóng nhất từ nay đến tháng 7, tăng hơn 10% so với hiện tại, kéo theo nguy cơ cho hệ thống khi tất cả nguồn điện đã được huy động. Vậy, để nguồn điện không quá tải, giải pháp hữu hiệu nhất lúc này là người tiêu thụ điện phải thực hiện các biện pháp tiết kiệm, nhất là các doanh nghiệp sử dụng điện nhiều, cần có phương án điều chỉnh ca kíp sản xuất, hạn chế sử dụng trong giờ cao điểm, tận dụng giờ thấp điểm để tăng hoạt động sản xuất nhằm tránh quá tải cho nguồn điện. Đứng trước những thách thức và bài học năm 2023, thời gian qua, với tinh thần chỉ đạo trong mọi hoàn cảnh, không để xảy ra thiếu điện cho phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành, cơ quan thực hiện mọi giải pháp về cơ chế, chính sách, đầu tư xây dựng, vận hành lưới điện. Tuy nhiên, giải pháp trước mắt và cả về lâu về dài có tính khả thi nhất để đảm bảo nguồn cung điện vẫn là phải tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Trong việc thực hiện giải pháp tiết kiệm điện nói trên thì những đơn vị có nhu cầu sử dụng điện lớn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Theo thống kê, hiện nay cả nước có hơn 3.000 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, với tổng mức tiêu thụ điện hơn 80 tỷ kWh một năm. Nếu chỉ tính riêng các doanh nghiệp này cùng chung tay thực hiện tiết kiệm ít nhất 2% lượng điện tiêu thụ một năm, trung bình chúng ta sẽ tiết kiệm khoảng 1,6 tỷ kWh một năm, tương đương tiết kiệm hơn 3.200 tỷ đồng tiền điện. Và nếu tất cả hơn 30 triệu khách hàng sử dụng điện cùng thực hành tiết kiệm điện, thì hiệu quả đem lại là cực kỳ to lớn. Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN năm 2023, vào những thời gian cao điểm và căng thẳng cung cấp điện, với sự tham gia tự nguyện của khách hàng sử dụng điện, đã có thời điểm tổng công suất điều chỉnh giảm được lượng điện năng là gần 500 MW. Điều này đã góp phần đáng kể trong việc giảm áp lực mất cân bằng cung cầu hệ thống điện, cũng như giảm tình trạng phải thực hiện ngừng giảm cung cấp điện do hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện. Quý vị và các bạn thân mến, sau những giờ học căng thẳng, thay vì mải mê với những chiếc điện thoại, nhiều bạn nhỏ tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã chọn tham gia câu lạc bộ Patin Đồng Xoài để thử sức với bộ môn trượt patin. Tại đây, các em được học các kỹ năng làm chủ đôi giày trượt, từ đó có thể thỏa sức chinh phục môn thể thao bổ ích này trên những đôi chân điệu nghệ của mình. Thưa quý vị, chỉ cần một đôi giày như thế này thôi thì cũng tạo ra một trò chơi vô cùng bổ ích và thu hút các bạn nhỏ này. Xin chào các con tập luyện bộ môn này có lâu chưa? Dạ rồi. Các con, ai hướng dẫn các con tập luyện bộ môn này? Dạ thôi. Tụi con có thường xuyên ra đây chơi không? Dạ có. Vậy bây giờ chú có thể là xem các con biểu diễn một vòng được không? Các con có sẵn sàng không? Dạ có. Vậy bây giờ xin được mời quý vị sẽ cùng theo chân các bạn nhỏ này để cùng tìm hiểu những điều đặc biệt xoay quanh bộ môn này quý vị nhé. Đi thôi. Đã hoạt động được hơn 5 năm và vừa được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đồng Xoài xác nhận thành lập vào tháng 3 vừa qua. Câu lạc bộ Patin Đồng Xoài đang dần có những bước vươn mình để tiếp cận nhiều hơn nữa với các bạn trẻ có tình yêu thể thao. Với đặc tính trẻ trung, năng động, câu lạc bộ hiện quy tụ hơn 100 thành viên đa dạng các lứa tuổi, từ 4 đến trên 18 tuổi. Ngoài các bạn trẻ, câu lạc bộ cũng có sự tham gia và tập luyện vui chơi của một số phụ huynh lớn tuổi. Hướng đến mục tiêu phát triển bộ môn patin giúp các bạn nhỏ có thể sử dụng giày trượt đúng kỹ thuật, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên rèn luyện thể chất. Câu lạc bộ Patin Đồng Xoài còn mở các lớp cơ bản với sự hướng dẫn của những huấn luyện viên có kinh nghiệm. Trong quá trình luyện tập, các bạn có năng khiếu sẽ được lựa chọn bồi dưỡng chuyên nghiệp, có cơ hội tham gia các cuộc thi lớn được tổ chức hàng năm. Nhìn thấy được những lợi ích thiết thực của bộ môn trượt patin, nhiều phụ huynh đã đồng ý cho con em tham gia sinh hoạt cùng câu lạc bộ sau những giờ học. Ra ngoài, tận hưởng bầu không khí mát mẻ, giao lưu và làm quen cùng những người bạn có chung sở thích. Điều này đã tạo ra nhiều thay đổi tích cực về cả thể chất lẫn tinh thần cho nhiều thanh thiếu niên. Bộ môn trượt patin thì mang lại cho em lợi ích là gặp gỡ được nhiều bạn bè hơn, sức khỏe bền bỉ hơn và biết được nhiều kỹ năng hơn. Cái ý nghĩa ở đây muốn mang lại cho các bạn là thứ nhất là một cái sân chơi lành mạnh nhất có thể, cái thứ hai là muốn gắn kết các bạn nhỏ lại với nhau, thứ ba nữa là về sức khỏe, các bạn sẽ có sức khỏe tốt hơn, dẻo dai hơn và đôi khi có những cái cuộc vui thì các bạn nó sẽ thú vị hơn. Có thể nói sức hấp dẫn của môn trượt patin là không thể phủ nhận. Do vậy, câu lạc bộ Patin Đồng Xoài hy vọng trong thời gian tới, môn thể thao này sẽ ngày càng lan tỏa và được nâng tầm, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia, từ đó tạo ra một sân chơi thể thao an toàn lành mạnh cho giới trẻ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đến đây thì 15 phút của chương trình Cà Phê Sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.